Anh em đợi tí nha, kiếm lại cái camera cái anh em ơi. Ok. Hello anh em. Hello Lệ Trần, hello Đồng Lý, hello Tiến Nguyễn, hello Hiếu nha. À con Riot Demon King à, nó hình như sập rồi. Web cũng vô không được luôn. Con hơi hở bị reset tất cả nha, chơi lại từ đầu vì tụi kỹ thuật bung có tệ. Wow. Bonus hả? Ủa có hả? Ủa? Ủa lấy thông tin ở đâu vậy bạn Mobi? Ủa? Sao heo qua heo không thấy ta? Khoan khoan khoan. Hay. Lấy thông tin ở đâu vậy bạn Mobi? Cái này là bonus đúng không? Ở đây thì không có để được chị Google dịch. Chị Google dịch. Để cho chị đọc. Bounce. À ban hả? Ok, ban Mobi. Ngoài sáng mới up lên, nâng được con kia. Ngoài chiều sập bà nó rồi. Choáng, không gì nói nổi luôn. Chờ nó up bên lại đi mà không biết khi nào up bên lại hả? Hello Kim Ruby, hello Phúc ơi. À, nghe bạn Mobi bảo là con đó bị reset, bị phá, bị reset lại rồi. Đó là anh em chúng ta chuẩn bị chờ nâng con mới thôi. Kỳ này là vô là chắc đổi qua chơi con nếu mà game quay lại thì sẽ chuyển sang con nhị quá. Đúng không? Chuyển sang con nhị chơi được ạ. À. Build lại cũng được, đúng rồi. À, cũng hay đấy chứ. Nhưng mà chưa biết khi nào nó up bên lại, phải chờ thôi. Hôm nay thì cũng chưa biết chơi game gì. Ôi, dạo này kênh mất tương tác đồ quá. Hello 17 anh em đang xem ha. Cảm ơn 12 cái like của anh em luôn nha. Ok. Biết đâu ra con mới hả? Không biết. Anh nhớ em không? À hello Lẹ ơi. Up lại em với cài lại từ đầu không? Anh em. À chắc anh cũng sẽ cài lại từ đầu đấy. Nào lên lại đi. Nói chung thì hôm bữa mình đã lên con Zenitsu gì đúng rồi. Zenitsu Thunder thì hôm nay mình lên lại con khác. Ví dụ như là con nhị nè, con tam SB cũng được nè, rồi con demo cũng được, demon cũng được. Ai đã nạp thì được bù 1.5 lần đã nạp. Quay mà quan trọng nó có khi nào nó mở lại đấy chứ Mobi. Cái quan trọng là vậy đấy. Chứ thấy là hình như nó không mở lại luôn hay gì ấy. Wow. Cái ạc của bạn Bon này là tham gia 11 năm trước rồi hả? Ui. Kinh hồn bị chứ. Nãy giờ vô web mê quá mê cha. Đầu hai mới hết hả? Ok. Hôm nay thì cũng không biết chơi gì. Nói chung thì tâm trạng hôm nay cũng không được vui mà làm việc cũng hơi bết. Anh em thông cảm. Chưa biết tối nay chơi gì. Như chúc hết like là sẽ lên thêm một con game cuối ngày nữa cho anh em. Còn không thì sáng mai lên sớm. Tùy thôi. Mà con này thì chắc anh em cũng biết rồi. Rồi, mình qua bên con
Pokemon mình chơi đỡ đi, thần thú đại chiến mình chơi đỡ đi. Khi nào ra lại game thì anh thông báo nha. Ok, anh cũng chưa biết nữa, chừng nào có thì anh thông báo, anh còn chưa biết khi nào nó mở lại nữa mà. Ok, ở đây được một rương. Ôi, nghe nói bản này có mấy cái skin cũng ngon lắm. Chưa biết nó ngon cỡ nào. Em đang cài Ten Zero Quỷ hả? Ôi, thì anh cũng thế thôi. Ai cũng như nhau, reset hết mà. Đâu phải một người reset, hai người reset đâu. Nói chung là reset hết. Ủa? À, cái này server cũ nó cho quà nè. Ôi, hôm qua vô server mới nó méo cho mấy cái này. Ảo thịt đấy. Hôm qua chơi server 5 nó không có cho nhiều được như vậy. Trời ơi, coi nè. U là trời, 10 triệu rồi. Ôi, 10 triệu mà dưới này còn một đống luôn. Ôi. Giờ làm hải săn hùng hài nhi hay ngu ma dương ta hả? Em mày đang cài phong sẹo hả? Mới có được hai con phong sẹo à hả? Ra kim cương lắm thế. Ủa, không bấm một lần cắn được à? Ôi, phải cắn từ từ. Con tan zero quỷ mát sao hả? Ôi, ngon rồi, mát sao là nó bao mạnh rồi. Anh em cho xin ý kiến. Nghe 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 Xuân ơi. Tờ xong. Em cài ghê lắm hả? Hoài. Mà quan trọng là điểm danh ngày nó cho có một rương à, chứ nó có cho nhiều đâu. Wow, 20 triệu kim cương rồi. Ảo ma Canada. Ôi ôi, hôm qua có chút xíu à, hôm nay nó lên 20 triệu kim cương rồi. Ủa, cái skin này là cái skin nào vậy anh em? Cái này nè, cái này em chưa biết test ở đâu nè. Còn con này thì bên con Z quá. Con này chưa biết test ở đâu luôn. Anh chỉ em cách build Yamazenta đi anh. Ủa, là con nào em? Anh còn chưa biết con đó nữa mà. Ôi, nói chung à, anh cũng cày chay thôi. À, con này hả? À, con khiên á hả? Ôi, anh cũng không có chơi, anh không có rành. Anh còn đang hỏi anh em là bây giờ nên chơi con nào đây. Con này hôm qua test skin rồi. Hôm nay chắc test con này. Mà không biết con này là con nào. À, nghe nói là bị reset rồi Long Đình ơi. Này em rành lắm, fan Pokemon 10 năm hả? Ôi, sao nghe quen quen vậy? À, mà hình như up bên lại bỏ code. Ôi ngon luôn, bỏ code 777 là hôm luôn. À, chắc anh em bỏ hết. Ôi, game mà bỏ cái code đó là chắc anh em không ai chơi luôn á Bon ơi. Thiệt, người ta chơi gì cái rương chọn SP á, chọn full SP á, chứ không có cái rương đó thì đâu ai chơi đâu. Ôi, chị luyến thì chị luyến lên được bao nhiêu đâu. À, bất quá thì nó tạo code mới thôi chứ chứ nếu mà bỏ code đó thì thua. Nào, nhập code và nhận đi test một số con hero thôi. Ôi ôi ôi, ba con bên phải hấp ba là Z hết anh hả? Ủa vậy hả? Ồ, đâu 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 đâu. Ồ, cái này có hai rương luôn hả? Ồ, chưa nhập code mà có hai rương skin luôn. Ai? Ủa, vậy là con này cũng hấp ba con Z luôn hả? Ủa phải không? Ừ đúng rồi, cái tên nó như nhau nè. Ờ đúng rồi, ba con Z luôn. À, vậy là đâu có test được đâu. Vậy có còn cái con này? Mà hồng nhi này ngon không không chết 100 đến 10 hả? Nè còn cái con này nè, con này là con nào đấy? Bỏ
qua đi. Nào mình test con đó trước cái đi ha. Đâu rồi, cái rương chọn hero đâu? Vẫn nít đó à. Chó khiêng đi anh à. Em thấy con đó đẹp. Chó kia con khiêng nè hả? Con khiêng này mình test nhiều rồi, còn con kiếm hôm qua thì làm clip cũng test luôn rồi. Nay tràn năng lượng hả? Ok em. Anh thì hôm nay đang bị xìu xìu ở nền. Z thì mình đâu có trong này. Còn con này con nào anh em? Con này nè, con này nè. Ui tự nhiên cái rương hero nó ít dữ ta. Anh chơi con Shiny Mega. Con nào đẹp, quan trọng là con nào đẹp. Ok ok Kim ơi, ok. Chúc em ôn bài ha, đi chơi vui vẻ nha. Ủa con Shiny mà em nói em có viết nhầm không? Con Shiny nó đâu có trong này đâu. Đâu có đâu. Ở trong đồ giám có, nhưng mà trong này nó không có con Shiny. Như con Shiny đó là phải nộp hay gì ấy. Ui Z1000 nè. Ui Z100. À si ba. Bởi vô cái web vô đó tìm hả? Ok ok rồi, vậy mình test con Z100 hả? Rồi xong rồi chút mình đi tạo ạc khác mình test tiếp. Đúng rồi, quá thông minh anh em ơi. Ok, ủa mà trong cái code nó có chọn hero không ta ha? Nó chọn skin luôn, quên mẹ nó rồi. Nào đây Z nè. Linh tải bản anh đang chơi đi anh. Chụp lại tấm làm kỷ niệm nào. Ủa hết mẹ nó rồi. Này, bản của anh đang chơi là bản 1.1.2 em. Bản 1.2 hôm qua đây. Em lên web em tìm lại là thấy à. Em qua kênh tìm bản 1.2 á. À anh em qua đó lấy giùm anh đi, chứ anh không có để link dưới này. Tại anh còn không biết hôm tối nay anh chơi gì mà. Nào nhập code vô. Này có thêm một rương chọn skin. Mà nó méo có chọn hero thì lấy cái gì mà chọn. Á đầu chuyện thiệt chứ. À anh chưa biết nữa em. Anh nghĩ là chắc nó phải xóa đi và tải lại đó. Chứ hiện tại thì không thấy chơi được nữa ha. Đâu rồi đâu rồi. Còn hai rương skin ảo ma Canada. Đây. Nào Z100 đi ha. Quay lên lấy. Ui đáng lấy ra là mình nên lấy con Z10 thôi. Rồi mình chọn ba cái skin của nó. Chứ giờ mình chọn cái skin này rồi vô cái con Z ăn hết rồi. Áo thịt đây. Anh thử chơi Shiny Mega thì anh con đó đẹp phải luôn á. Mà quan trọng bản này nó đâu có con đó đâu em. Ý là nó không có free con đó. Nó chỉ có hình demo của con đó thôi. Ui 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 ui. À ôi lên mặt trăng luôn hả? Ảo vậy. Hợp lý đấy nha. Quay nó bao quanh vậy đó hả? Cái này âm thanh nó cũng bị hư nữa hay gì á. Ok để tí ra tắt cái nhạc đi. À không Moby ơi, bản này chắc cày cuốc hay gì á. Thấy nó phi cũng nhiều nhưng mà không có tới nổi mà full. Còn bản tool thì nó chưa update tới mấy cái này đâu. Chứ bản đó lắc lắm, bản này chơi hết cũng mượt nè. À si bà. Ôi, có
movie nào mà tập này không ta? Ôi. Đúng rồi, cái này là skin cũ mà, đâu phải skin mới đâu. Skin mới mới ngon. Mà mấy bản free mà, có tốn đồng nào đâu. Skin đẹp nhất là con Mega Mewtwo Y hả? Ôi, con đó test rồi. Anh không nhận VIP hả? Đấy, VIP nè, qua VIP full rồi, 24 triệu kim cương. Mà lấy quà VIP giờ làm gì, trong này đâu có con nào đâu. Nó cũng có rương chọn nhưng mà nó chọn mấy con kia. Anh cần con rương chọn full kìa. Còn Mega thì bản này nó chưa có lên mấy cái Mega kia đâu. Nó vẫn còn mấy cái Mega cũ thôi à. Hoài bản này cũng bình thường thôi. Nào, coi skin của hai con này luôn. Ôi, tính ra hai con này đứng cái nó đồng đều nhau ghê nhờ. Ôi, nhưng mà server cũ mới có mấy con này nha. Hôm qua vô server mới nó không có con mắm bên kia. Ủa mà con bên kia có skin không ta? Ê, mở auto được rồi này. Ui. Tí ra mình test con khác. Này cũng dễ chơi mà. Giờ trai đẹp là trai gái hả? Ôi heo qua cái thời mà đẹp rồi. Giờ là chỉ lo kiếm tiền thôi. Có gì tiếng? Chưa hiểu lắm. Có gì? Con đen có skin á? Ủa có không? Ý, nếu mà có thì mình ra. Đúng rồi. Có. Đúng rồi. Nhớ có. Mà tìm không thấy ai hợp hả? Ôi, trên kênh của anh thì chắc là không có ai mà hợp đâu. Ôi, toàn là nghiện game không à. Như là có skin, đúng rồi. Có, nhớ rồi. Đó là skin nào ta? Đây, skin của nó nè. Có rồi, Hồng ơi. Ôi, hoa đẹp là hoa đã có chủ hết rồi. Có một cái rương chọn ít và y ngon nhất đúng không? Siba, lấy con y này đây. Ơi khoan, từ để coi con y nó có skin không. Ba con có skin luôn. Như con y nó có skin mà đúng không ta? Ủa, này là full mà. Này là đây nè skin của con y nè. Đúng không, cái này là skin của con y đúng không anh em? Trai hay gái gì anh? Con trai em ơi. Có hết á, Mega con nào cũng có skin. Con này là y đúng không? Con này là y đúng không anh em? Đúng hả? Ok. Ui, vậy tính ra ngon đấy chứ. Hoàng tử của heo hả? Ok. Ôi, tính ra bản này hôm đấy chứ. Vô server cũ là chúng ta được bonus cho một đống đồ. Đúng rồi, hình như hôm nay có hôm nay có hai con này hả? Ủa, hồi nãy sao thấy có skin con khác ta? Đó là skin ở đâu à? Quà ở đâu vậy? Rồi, kệ nó đi. Nào. Ui, chỉ có ba con hero thôi nhưng mà toàn đồ xịn nha. Đó. Ê. Đây. Đó. Ôi giời ơi, ngon, thơm. Ui. Hợp lý. Anh múc chùm chụp luôn. Anh nào vô hiếm con nữa nè. Đứng vậy thì không thấy đường đúng không? Mình xuống đây. Đó. Trời ơi, chia ra vậy là hợp lý. Thôi giờ tìm ngu ma dương hả? Ôi. Thái tử mới đúng chứ trời. Anh heo ơi, sao hôm qua anh like nay vô không được? Nghe nói là bị phá rồi em. Mình chờ bản mới thôi em ơi. Chứ bản hiện tại là nó không chơi được.
anh em phá banh rồi, chờ nó reopen lại thôi, nghe nói là vậy. Nên giờ mình chuyển qua mình chơi con này rồi. À Shiba. Ôi, ôi, cái skin bên này chuẩn chỉnh hơn các bản hôm bữa nha. Nó không có bị lỗi con hero ở đây nè. À, cái này được nè, cái này được nè. Của bằng thi hả? Làm em ép team Hượng Nguyền cho đã rồi không vô được. Anh cũng vậy thôi, bao nhiêu người cũng vậy thôi, người ta nạp tiền cũng vậy thôi, người ta không nạp tiền thì cũng vậy thôi, ai cũng như nhau cả thôi em ơi, số hả mà. Ok, ui đánh dấu chữ Z luôn à, đẹp vậy. Ui trận này là búp được ba cái nộ lên luôn. À ngon lành ngon lành. À ui nó đẹp đấy chứ. Ok Thi ơi. Ui gà ba con đấm nhau phê dữ á. Tí ra mình đổi à, mới đổi server mới. Để mình thay con Z bằng một con khác. Ôi. Ôi, ôi. Ôi, skill này, skin này nó không bị lỗi nha anh em ơi. Không bị lỗi cái kỹ năng nha. Ôi, tính ra heo hít những cái con game mà nó có skin á, mà skin của nó thay đổi luôn cái tuyệt chiêu á. Vừa thay đổi ngoại hình mà nó vừa thay đổi luôn cái tuyệt chiêu, nhìn nó đẹp gì đâu á. Anh nào, mình để cho hai con kia nó đấm thôi, bỏ con này ra luôn. Đấy. Ok ok Sơn ơi. Tìm đất tiên mãi đỉnh nè. À ôi, em cũng có chơi cái này nữa à. Mà dạo này anh chơi nhiều game quá thì anh không có thời gian mà anh làm gì hết, nên là anh đã bỏ bớt game rồi. Đang tính là cài một số con game mà hôm nay còn không có thời gian nữa. Đang tính là lên tiêu 120 đô lấy con Ray bên kho báu huyền thoại mà chưa lấy nữa kìa. Ảo thịt đấy. Ôi. Bản này chuẩn đấy, skill được nè anh em. Em chơi đúng 4 game hả? Anh chơi chắc cũng 5-6 game rồi đó. Mà có game là 7-8 mặt cũng không chừng. Vô chỉ để điểm danh thôi đó chứ. Mai em đăng, anh đăng em xem lại nha. Ôi em đi rồi hả Hồng, buồn dữ vậy. Ôi đừng có đi dụ con nít nha em ơi, tội mấy đứa nó. Nào về server 3 nha anh em ơi. Ray em cảm giác máu giấy hả? Ủa em lấy nó chưa? À đi tìm trai hả? Tim đất tiên mùa này bị tim rồng đất đập như con luôn kìa, sắp ra rừng rồi hả? Nào vô không biết giờ lấy con gì đây. Ok ok bye bye Hồng nha. Ui bản này mà bây giờ nó cho ra con mới luôn thì ngon nhỉ. Ok ok em lấy rồi hả? Anh chưa có lấy. Ôi server 3 lắc dữ trời. Ảo rồi, rồi xong luôn. Rồi đi bán muối rồi, vô server 3 không được. Úp lên mắt cho đã với quá, giờ em trưng bày luôn. Ờ anh chắc lấy 5 sao à, 5 sao rồi lên full đen cho nó đẹp thôi chứ.
để mà cho nó VIP Pro thì chắc không ngon lắm. Anh nghĩ là vậy. Tại bên bản Gomu là anh cũng không có nâng con đó lên full. Anh nâng lên giữa chừng rồi anh để đó. Ôi, nó không có cái nút nào mà nhận một lần được hết ha. Thôi đi nhận skin thôi, kim cương thì anh em tự lụm nha. Chứ cái này chắc là quà ngày á, đúng rồi nè, phải không? Cái này mà nhận hết cầu hơn 20 triệu kim cương đó chứ. Con gì anh chưa test? Con bên kho báu huyền thoại em ơi. Hello Bo Gaming ơi. Ok, anh em ơi. Hư có nhận hết mà anh đâu có nhận hết đâu. Nè đây nè. Đây nó có cho nhận hết đâu. Đâu có đâu. Nè đâu có được đâu. Có đâu, bản này nó đâu có cho nhận hết. Đó là phải bấm tay không đó. Ý là thần thú đại chiến á anh. À lâu rồi anh không có chơi, anh chỉ vô anh test skin thôi. Ui, nó được một rương skin và một rương hero nữa này. Con vậy. Ê, ê. Bản này kỳ vậy hả? Ui, nhưng mà được cái bản này thấy skin của nó chiêu chuẩn nè. Nó cái con Miu Y nó không có bị lồi lõm hay là có mấy con khác trong cái animation của nó. Ray mùa này là bắt được mấy con gà thôi hả? Ôi, anh không chơi bản gốc nên là anh cũng không rõ nữa. Này là vô chơi để trải nghiệm cho biết mấy cái skin thôi chứ để mà hô mà lên VIP đồ này kia kia nọ thì ôi giời ơi, ngu lắm. Wow, một đống rương. Ok, được thêm một rương skin. Ok. Ôi, Ray dành cho mấy anh em mà đam mê thôi. Nào, T33 đúng không? 33 rồi tới 22 phải không ta? 22. Đúng rồi, 22. Rồi tới 11. Hello 16 anh em đang xem nha. Hello anh em. Wow, một rương skin. Ok. Vì vậy nó có 44 không ta? 44. À 44 không có, nó chỉ có 33 thôi. Nào, giờ thì mình sẽ đi chọn con nào nữa đây anh em. Con skin con này hôm bữa test bên bản bên kia rồi. Như hai con này thì chưa test. Skin Z thì vừa test rồi. Như skin con này là chưa test nè. Mà anh heo ơi, cái ứng dụng dịch đó nó tên gì vậy? Tên gì quên rồi ta? Tab trên Seren gì đấy. Ừ, nó đấy. Nó đấy, tên của nó đấy. Tiếng Anh anh cũng không rành nữa nên em không cảm. Ừ. Keo leo á anh hả? Skin của nó là cái skin nào? Mình vô mình lụm luôn. Ok. Skin con này thì xài rồi, con này test rồi, test rồi luôn. Tại thấy bên này nó có cho skin nè, nên là vô test thôi chứ chơi bời gì đâu. Con này cũng test rồi, kiếm bà khiên cũng test rồi, hình như hai skin này hai cái này cũng test luôn rồi. Con này hôm bữa mới test. Kiếm này hôm bữa hôm qua mới test. Còn ba con này. Con này nè. Con này nè. Còn con này là con nào không biết. Vậy mình test con này trước đi ha. Bản nào vậy anh hả? Bản này là bản
Bản này là bản 1.2 em, 1.2 trên kênh anh đó. Ủa vậy cái con này là bản con nào vậy Phúc? Nè cái con này nè. Để dịch luôn cho lẹ nè. Con này là con nào vậy? Ailiu hả? Kế bên skin Mega Galeo hả? Khoan để anh lên anh tìm coi con đó tên là con nào đây. Abo Kemon. Ủa là con nào? Nó là con nào? Cái quan trọng nó là con nào? Đây, trong đống này nó là con nào nè. Đây, nó là con nào? Galade hả? Mega lên mới có hả? Vậy nó là con này nè. Đây đây đây, hình như là nó có luôn. Nó có luôn hay gì á, đâu có cần up mega. Ủa hết rồi hả? Ủa. Ủa. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây 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 đây, nó nè, phải nó không? Phải nó không? Nè, đây nè, nó nè. Phải nó không? Đây nè, đây nè. À không phải hả? Vậy nó đây có hai con à. Đây, nó có hai con à, con này và con này. Đó đó. Nè đúng rồi, vậy con này nè. Vậy mình lấy con này đi ha. Ủa con này heo chưa test. Đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Ok, vậy mình lụm nó về. Nào. Lụm nó về. Rồi cái mình mạnh dạn cái mình vô đây mình lấy con này về. Rồi tí rồi mình tạo thêm mặt rồi mình test cái skin con này sao. Nhìn con này cũng rực rỡ nè. Mà từ từ đi. Ok gà gừng ơi. Lịch lãm vậy. Ôi nhưng mà chắc nhìn về chắc xấu á. Thường thường mà mấy đứa mà đẹp vậy là đánh xấu lắm. Con đó phải mega hả? Ơ kìa, đừng nói là vô không lên được nha. Đâu có mà. Trời làm hết hồn. Ôi. Làm hết hồn em. Ôi. Ôi nhìn ngầu vậy bộ. Ôi. Nhìn ngầu vậy. Rồi ngồi lên cái tay luôn. Để tí, để tí. À, đại diện cho phái nam nữa hả? Vậy là cái con kia nó đại diện cho phái nữ đúng không? Thua skin mặc định nữa. Đúng rồi, anh thấy chắc skin mặc định nó đẹp hơn đấy chứ. Nào, mình vô mình test thử đi. Phái nữa hả? Ok, phái nữa. Chớ lại để nó xa quá. Nào, coi coi nó đẹp không? Chứ hồi nãy là thấy nó không đẹp lắm rồi đấy. Ok. Đây, auto được mà. Wow, ê, nhìn được nha. Nhìn ngầu nè. Ok đấy chứ. Ê, cũng được mà anh em. Sao anh em chơi nó không tệ vậy? Heo biết đâu có con công thành xưng đế à. Ui, con đó giờ đi kiếm khó đó. Nể luôn hả? Mà Gadele đi. Nó thì 100% nam. Còn Radevo thì 50-50 hả? Cho em xin lại ứng dụng dịch anh hả? Ứng dụng dịch nó tên là gì quên rồi ta? Đây. Tab trên lẫy sành Staren gì nè. Đấy, ok hả? Skin này y chang công tước bóng đêm hả? Nhưng mà nó nhanh quá. Tắt cái tóc của nó đi là chắc đẹp. Đấy. Nhìn ngon đấy chứ. Ui. Ai 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 ai. Ui 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 ui.
À được ấy chứ. Ở đâu tới nỗi nào đâu mà anh em chơi nó hậm tệ vậy. Thấy tính ra nếu mà nó có skin hay là không có skin đẹp hơn nè. Đâu rồi. Hello 21 anh em đang xem nha. Nữ em bấm nhầm hả? Ok, skin này tại nó không đẹp bằng skin trang phục đi biển nên ít ai dùng thôi hả? Con đó hai skin nữa. À hai skin của con nữ là anh xài rồi. Nè con mặc định nè. Con kẹo dẻo hả? Kẹo dẻo hả? Kẹo dẻo là con nào? À, ui. Nếu mà con đó vậy là phải tạo lạc rồi. Ok, để tạo lạc mới rồi vô mình nhận quà luôn. Không có skin ok hơn hả? Đây đây đây. Ôi. Mặc định là nhìn ảnh ngầu ngầu vậy đó hả? Ok. Ok, con kẹo dẻo hiện giờ phải hót ra để tạo lạc mới. Thôi. Vậy mình ra mình tạo lạc mới đây chứ. Khoan, ở trong này nó đang có chiêu mộ cái con mắm nào vậy? Hai con này. Nó đang chiêu mộ hai con này chứ không phải con kia, chứ nếu mà chiêu mộ con kia thì ngon rồi. Ở trong này cũng không có con nào. Hai con này thì lấy skin nó về làm gì? Chúng ta thấy thấy rồi. Xấu quắc xấu quơ à. Nào, để qua server 1 cái đi. Tiếc là nó chỉ cho có một rương chọn hero à. Nên là lần hot guy phải vô lại. Con kỳ lân á anh. Ok, anh biết con đó rồi. Con cá leo gì đúng không? Con kỳ lân nhỏ 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 có cây sừng đúng không? Con này mặc định đẹp. Mà skin không bằng hả? Ok. Rồi mình vô nãy server 2 đi. Ôi có ai nào vô server 1 cái nó cho full skin với hero trong đó không ta? Ôi càng về mấy server sau thì nó càng lắc kinh hồn thì chứ. Nào. Mấy bản mà có full đồ ngon rồi thì không cần coi cái trận đánh đầu đâu. Vẫn thấy cái skin của con Z là đẹp nhất nha. Ok. Ok. Một cái skin. Vậy là chắc để lướt qua câu quà coi có quà gì ngon không. Hay ngày mừ. Wow. Khoan. Ồ, nhiều quà ghê chứ. Ê, để nhận thử coi server 2 coi quà nó nhiều bằng server 1 không nha anh em. Ủa lộn server 3 không? Chứ server 4 hồi nãy là hai mươi mấy triệu kim cương á. Nhưng mà game này cho kim cương nhiều chỉ để ngắm thôi. Chứ có chiêu mộ được con gì ngon đâu. Được hai con mặc định ở ngoài á. Black KO gì? Ồ. Oh. KO gen hả? Gì? Con Black với White hả? Ủa nhưng mà hai con đó hình như có rồi mà. Nó chỉ chưa có con. Ui. Nhưng mà em có tiền chơi bản chính là ngon rồi đấy. Nhập bên hệ thống hả? Nhập bên hệ thống là nhập nào? Nhập code đó hả? Black bên Trung ra chứ bản Việt chưa hả? Ui. Bản Việt thì chắc còn lâu lắm. Ở đây lấy cái đường này thôi. Còn mấy cái kia thôi bỏ nó đi. Nó nhận quà nhiều quá mệt quá. Đây. Chúng ta đi chọn con kỳ lân đúng không? Nào anh em nói là con kỳ lân.
Cái skin của con kỳ lân. Ủa con kỳ lân hồi nãy thấy nó nằm đây đâu rồi ta? À đây 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 đây, con Kaleo. Ok, con Kaleo. Mới có con quay thôi anh, còn con Black thì còn lâu lắm, xe bờ lậu mới ra hả? Ôi. Thì mình hóng thôi chứ biết sao giờ. Ủa mà con này nó có skin không anh em? Con này nè. Con này có skin không? Cho heo xin cái tên coi, con này có skin không? Skin con này heo chưa thấy. Không ạ. Chán vậy. Trừ quay ra là con còn lại có hết. Đậu thứ chuyện thì chứ. Thấy con này ơi. Nó đau lòng thì chứ. Bản chung còn chưa có luôn hả? Ôi anh thích chơi mấy cái skin của nó hơn. Nào. Đi coi con ngựa một sừng của anh em coi. Đây ngựa một sừng á. Ok. Wow đẹp vậy. Wow, nhìn dễ thương vậy bộ. Ngoài có con sao biển ở trên đầu nữa kìa. Ok đấy chứ. Rồi, lấy luôn con kia chút test luôn. Nói vậy chứ cái skin này heo chưa test bao giờ nè. Đó. Ảo ma Canada vậy đó. Ôi chơi biết bao nhiêu bản rồi cái skin này chưa được test. Tại vì có nâng được mega đâu mà test. Nhưng không, bây giờ đã có rồi. Nghe. Tới con Pokemon mà nó còn cười heo heo nữa kìa. Nghe. Đây đây đây. Ok. Chạy rồi đó hả? Đứng đứng nhúng nhúng rồi đó. Kỹ năng đẹp vậy. Nào. Cho cái con kỳ lân một sừng ra mình test trước nha. Ok. Này là bản 1.2 ở trên kênh đó nha anh em. Anh em nào có chơi thì có thể lên tải ha. Hello Sưng ơi. Ôi lâu lắm anh mới gặp lại em. Ôi dạo này em sao rồi? Nào. Wow. Ui. Kiểu như không đẹp lắm nha. Ồ, nhìn nó điệu sao ta? Chứ nhìn nó theo kiểu phim hoạt hình sao á, cartoon ấy. Ủa vậy hả? Trời ơi, ai biết đâu, anh tưởng đâu lâu lắm rồi mới thấy em. Black bản chung mới ra á thì phải, em chơi bản chính thôi chứ em không có tiền chơi đâu anh ơi, chỉ tạo nick xem mấy anh top đấm nhau thôi hả? Ui cài lên được level để coi liên server là cũng ngon rồi đó em. Đương nhiên phải điệu rồi, nó là cái mà hả, nhưng mà không kiểu kiểu nó cartoon sao á. Công chúa 18 năm để trở lại hả? Ok Hồng ơi. Ui Hồng hôm nay em bị tăng động rồi. Around Dawn, ok, Around Dawn, ui. Nhớ ngày xưa tối lên cùng anh em chơi Pokemon vui ơi là vui. Lâu lắm rồi không chơi Pokemon lại. Ui, ui. Ui, ui, skin này lâu rồi nhìn lại vẫn đẹp ghê ta. Wow. Ủa rồi cuối cùng cô không thấy được cái mặt của con Pokemon luôn. Đậu hứa chuyện gì chứ. Ok, sực ơi. Hello Ngọc ơi. Ôi, anh tưởng đâu em hôm nay đi làm bài rồi chứ. Wow, tối lên test mấy cái skin cũng ngon bổ rẻ ghê chứ. Nào, để hai con này vô cùng một nồi coi. Black nó yếu á anh, chơi nó bất ổn lắm, nuôi quay vẫn ổn hơn hả? Nhưng mà quan trọng là con quay nó chưa có skin. Khá buồn vì con quay nó chưa có skin chứ nói gì. Wow. Ôi.
biến hình hả? Transformer hả? Em à, em mất có 15 phút thôi hả? Ok. Bộ ba thời tiết con ray thì xấu nhất, không biết bao biết sao luôn. Nhìn không đẹp bằng hai con còn lại hả? À, ủa, em vô vậy rồi em đi ra đó hả Ngọc? Trời ơi, chán thiệt chứ. Bé nó chạy vô xong nó chạy ra rồi anh em ơi, thoát ẩn thoát hiện thiệt luôn á. Ủa hình như là mình nhớ là mình còn thiếu một cái rương nào ở đâu đây đúng không? Mình nhớ tới ba rương lận mà ta. À nhớ rồi, không phải ở đây mà là quên nhập code. Ảo thuật đó. Lộn rồi. T Q Q đúng không? 111. Đúng rồi. Đúng đó rồi, ok. Ủa, không, nãy mình chọn mất mẹ nó con XY rồi. À, xin bà. Black nó chỉ hỗ trợ cho tim điện thôi anh hả? À, với rồng thôi, nó đam không quá cao mà hỗ trợ ngon hả? À, Black tí nha, 12 năm học sinh giỏi, 11... 11 gì? Học sinh tiên tiến hả? Toàn khối đại học được học bổng có không đó? Hello hello Ngọc ơi. Ủa, ủa, ở trên là Ngọc Ben, ở dưới này là Ngọc Genetsu. À, ok. Ủa, xin giới thiệu với em, anh 12 năm nói chuyện, nói chuyện trong lớp chuyên môn bị nhắc, flex nhẹ cho em biết luôn. Tính ra giờ còn con nào mình chưa test skin nữa ta? Không, tính ra con hồi nãy xấu nha. Con mắm này xấu nè. Skin thường của nó chắc... Để coi skin thường của nó coi. Game này bản 1.2 trên kênh đó em. Đúng rồi, trời ơi. Đâu phải ai cũng được như anh em. Trời ơi, quách là đúng rồi. Thôi nào mày đi ra đi, mày để cho em nó test nào. Mega Kai Ogre hả? Hình như anh nhớ là anh test rồi á. Anh nhớ là anh test rồi, đúng rồi. Cái skin của con Mega Kai Ogre anh test rồi. Ôi, không, cái skin mặc định của nó đẹp hơn nha. Đúng rồi, skin mặc định của nó đẹp hơn nha. Chứ bóng loáng hồi nãy là không đẹp nha. Nó có skin nữa hả? Vậy để anh tạo lại mới rồi anh vô anh lấy skin của nó coi sao. Ngoài nè, cái này đẹp hơn nè. Trời ơi, đẹp gái dễ sợ không? Trời ơi. Không, cái này đẹp hơn. Cái này nãy ghê. Thấy đồ họa được phết nè. Ôi, bản này skin không bị lỗi Ngọc ơi. Mà chắc cũng cài chay hay gì á. Thấy cũng cho vừa thôi chứ không có cho hết. Anh test hai co hai skin con nào là con nào đâu? À test rồi hai skin nó test rồi. Hello Sơn ơi, ôi Sơn này có phải là Sơn ngày xưa không? Ngày xưa nhớ là trên kênh cũng có một bạn tên Sơn, lâu lắm rồi không gặp. Trong vàng SS em thấy con lép vế. Trong vàng SS là cái gì? À nó đó hả? Ôi lâu quá mới thấy lại. Ok Sơn ơi. Ngoài càng về mấy xe bờ cũ lắc banh nóc nha. Anh em thông cảm. Lâu quá mới thấy anh em nè ha. Ôi, tỷ lệ giữ chân mem cũ của kênh ít quá. À, Pokemon 2S hả? À, em thấy con lép với nhất là con Black hả? Ôi. Em đang nói chuyện học sinh, cái em nhảy qua con Pokemon, cái anh không biết đường đâu mà lần. Nay em vô xem muộn gần 9 giờ luôn rồi hả? Ủa? À, hồi nãy là bạn Ruby. Ok, Ngọc ơi. Ok. Wow.
Anh tưởng là hai đứa em ở chung nhà. Ôi, anh sai lầm quá, anh sai lầm quá. Con Black chưa fit nữa. Ôi, chờ nó fit thì chắc cũng tới sư mô. Nào, chị ra câu quà coi có gì ngon không? Hai triệu, 2 triệu, ok. Mấy quà này anh em có chơi thì vào lấy về test nâng skin đồ, nâng mega đồ ha. Còn heo hôm nay là chỉ đi test hero thôi. Xì bà. Hoài phải chi mà nó có cái nút nhận hết thì đỡ biết mấy. Chán thật sự. Thiếu Diana hả? Mấy con bậc ếch đâu rồi, quất ray XP. Ok, Hồng ơi. Em thấy bản này tựa tựa game Naruto làng lá thức tỉnh. Ừ thì mấy cái con làng lá thức tỉnh là cũng từ game này mà ra không đó em. Wow. Nó cũng tựa tựa như nhau à. Chứ cũng không khác gì lắm. Cái code mà ấy là cái code TQ111. Đúng rồi. Nào, còn con nào chưa test nè. Mở rương hero trước. Con này đâu có skin đâu đúng không anh em? Con này nữa nè, hai con này. Ở bốn con cuối đâu có skin đâu hả? Ừ thì nó. Con này có trước xong rồi mấy con kia mới tiếp bước theo sau. À mỗi server hả? Hình như y chang nhau em, mà càng về server đầu thì nó quy nhiều hơn. Ok, Oge với skin hả? Ok, cái Oge thì hình như là trong này có. Đây. Ok, mega sẵn luôn. Em biết ăn mắm tôm rồi, mặn lòi bản học. Ủa? Ủa, mắm tôm hồi đó gì em chưa ăn hả? Ôi, ừ mà đúng rồi. Đa phần mấy bạn nữ ít đi ăn mắm tôm lắm, sợ. Hình như nó con Kaoge nó chỉ có một cái skin này thôi mà đúng không? Này, một cái skin này à, chứ đâu có skin nào khác đâu. Mấy con này test hết rồi. Ok. Con này test rồi, rồi luôn. À rồi luôn. Con này hình như chưa test nè. Con này là hình như Diana đúng không? Diana là hình như là trong quà VIP. Trong quà VIP. Ủa cái rương đó đâu rồi ta? Ủa? Black có hả? Black có skin hả? Ở đâu ra? Ở đâu vậy? Chỉ heo với. Con Diana này hả? Hay là con Diana kia? Ủa sao anh em nói là con Black không có skin? Rồi nhầm rồi, không phải con Diana tiến hóa cơ. Cậu thứ chuyện. Không phải con này. À bản chính bên Trung á hả? Ui thế thì còn lâu. Ủa con này chưa tiến hóa, con Mega mới có skin. Ảo me Canada. Nào, Kyogre, con này heo test skin rồi, nhưng mà theo yêu cầu của anh em lụm nó về. Còn trong đống này chúng ta nên lấy con nào về test skin nữa nè. Anh em muốn test skin con nào nè? Test con cuối rồi ốp đi ngủ nè. À, đi anh si hả? Ok, đi anh là băng. Không, anh gọi nó là đi Diana nè, thấy không? Em đọc đúng không? Đi nè, An nè, Na nè, thấy không? Đó, chứ chữ C đâu? Em đọc sai rồi, cái chữ đó là chữ A. Thấy không? Mình nói tiếng Việt.
Zama hả? Zama là con nào? Mình test con cuối rồi mình đi ngủ nè. Con khiên đúng không? Ok, khiên. Ok, khiên, rồi. Ok, khiên. Đây, khiên thì hình như chúng ta có hai cái skin. Genga hả? Ôi, Genga anh em biết nhiều rồi. Genga nó một cái này với là một cái kia, một cái màu trắng thôi phải ạ. Khiên thì ở đây chúng ta hình như có hai cái skin. Ở đây một cái nè. Chứ ủa hình như có một cái rồi hả? Vậy anh em muốn test cái skin này đúng không? Xin link tải anh ơi. Bản 1.1 trên kênh của anh đó Trần ơi. Ý anh em nói con này đúng không? Đâu rồi, đâu rồi? Anh test Mew Aeron đi. Mew Aeron hả? Mew Aeron, anh lỡ chọn con này mất tiêu rồi. À đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, ok. Hai con này nữa là chúng ta đi ngủ nha. Ok. Nào, skin hai đứa. Đâu rồi? Hello 24 anh em đang xem nha. Ôi hôm nay đi test skin không mà được 200 mới lận. 210 lượt xem và 20 lượt yêu thích à. Ok. Ôi. Để hôm nào mình có donate nhiều nhiều đi, like 2 tiếng luôn ha. Dạo này donate ít quá nên là like 1 tiếng xong rồi đi ngủ là vừa rồi. Nó bị khô cổ họng như anh em hiểu không? SB ngon hả? Ôi hồi nãy có đó mà không thấy anh em nào yêu cầu con đó hết nên là chuyển qua con này rồi. Nào à, đi nào à, 11 em don nữa. Ok 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 anh em don nhiều nhiều lên mua thuốc viêm họng đồ uống like 2 tiếng luôn chứ cuốn quá hả. Ok 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 ngoài ôi cái skin này bị lỗi rồi. Cái skin này bị lỗi rồi. Nó ló cái con hero kìa. Này. Bị lỗi rồi. Nhìn cái skin này cái nhớ tới một cái phim hoạt hình của Trung Quốc đang chiếu á. Ui. Cái tuyệt chiêu của nó cũng vậy. Đẹp ghê. Wow. Ui. Lâu rồi nhìn là cái này nó vẫn đẹp nha các bạn ơi. Wow. À, ok, ui, nhìn mặt ngầu ghê không? Wow. Cái cuối quay mặt ra nhìn ngầu ghê anh em. Wow. Game hôm qua khi nào có bản mới gì anh cũng chưa biết nữa, chờ thôi em ơi. Hồi nãy bạn báo xong rồi bạn đi rồi, heo cũng chưa biết là chừng nào nó có bản mới luôn. Ok, 22 lượt like của anh em nha. Wow, được thì anh em nhớ bỏ ra 2 phút mỗi video của heo để kéo view lên giúp heo với nha. Dạo này tụt view quá trời, mất đề sức luôn. Anh em ráng xem cho nó nhiều nhiều lên giúp heo để cho nó lên view lại nha. Lên đề sức lại. Nào nếu bây giờ mình test con kia thì mình phải bỏ con này ra. Tại vì nó ăn hết mẹ nó spotlight rồi. Mai chốt chị em. Ok ok. Uầy, nhưng mà nó chỉ xài được nó chỉ có một rương chọn full hero à. Chứ nó mà hai rương chọn hero thì chúng ta test được nhiều hơn. Vốn skin con cá là vậy mà anh. Ủa vậy hả? Ủa vậy tính ra skin nó xấu rồi chứ có đẹp đâu. Ok ok. Uầy, nào, coi thấy cái mặt của nó nè. Á mặt thấy ghét lắm. Đó kiểu như hey, hello. Ok, rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Được thì các bạn cho heo xin một like, một share và một đăng ký kênh. À mà bài này hỏi xe chút heo đóng lời rồi. Thì cái được thì anh em nhớ kéo giúp heo mấy cái view của mấy video trên kênh lên giùm heo nha. Mất đời sức quá trời luôn anh em ơi. Ok, ok, rồi. Mai heo sẽ redeem lại cái này. Có gì anh em lên xem ủng hộ giúp heo nha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Ôi, hôm nay em vào muộn rồi, 9 giờ là ốp rồi già ơi. Thôi, có gì mai xem lại giúp heo nha.
Ai có gì mai nếu có thời gian heo lên tám với anh em tiếp. Tối nay cũng không biết chơi gì nên lên test skin thôi ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye anh em, chúc ngủ ngon.